Ở Việt Nam, hiện đang có các dịch vụ gửi hàng đi Mỹ được sử dụng nhiều nhất, đó là một, dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua DHL. 2. Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua FedEx. 3. Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua UPS. 4. Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua EMS. 5. Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ chuyên tuyến cargo. Mỗi dịch vụ sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Ở video này, An Tinh Phát Sinh chia sẻ bảng giá dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua hãng DHL quý vị tham khảo. Nhóm hàng hóa không gửi được qua DHL đi Mỹ. 1. DHL không nhận các hàng hóa và các chế phẩm từ gia súc, gia cầm được gọi chung là thịt, trứng, sữa. 2. DHL không nhận vận chuyển các hàng hóa có logo thương hiệu nổi tiếng mà không có hóa đơn chính hãng đi kèm. 3. DHL không nhận các loại sinh vật, động vật tươi sống và các hàng hóa cấm vận chuyển. Còn lại, đa phần các hàng hóa đều có thể gửi được qua DHL đi Mỹ. Bảng giá gửi hàng đi Mỹ qua DHL Việt Nam tại An Tinh Phát, chi tiết xin mời quý vị tham khảo. Gửi 1kg giá cước 1.450.000 đồng. Gửi từ 2 đến 4kg giá cước 985.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 5 đến 9kg giá cước 685.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 10 đến 14kg giá cước 550.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 15 đến 20kg giá cước 445.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 21 đến 25kg giá cước 390.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 26 đến 30kg giá cước 380.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 31kg đến 70kg giá cước 290.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 71kg đến 99kg giá cước 270.000 đồng cho 1kg. Gửi từ 100kg giá cước 265.000 đồng cho 1kg. Thời gian DHL giao hàng tận nhà người nhận khắp mọi miền nước Mỹ, trung bình từ 2 đến 5 ngày làm việc. Hy vọng với những chia sẻ từ An Tinh Phát sẽ phần nào giúp quý khách cân đối được chi phí gửi hàng, gửi quà hay gửi đồ cho người thân từ Việt Nam sang Mỹ qua DHL. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn thêm hãy gọi ngay số 05-6299-6789 hoặc 05-6388-6789 để được hỗ trợ. Khi gửi hàng đi Mỹ qua DHL Việt Nam với số lượng nhiều và muốn ép giá, An Tinh Phát hãy gọi ngay 05-388-388-388 ngay khi quý vị muốn. Nếu xem video này, quý vị thấy hữu ích, hãy cho An Tinh Phát một like và chia sẻ đến bạn bè để cùng sử dụng dịch vụ gửi hàng đi Mỹ qua DHL Việt Nam quý vị nhé. An Tinh Phát xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn gặp nhiều may mắn cùng rất nhiều thành công trong công việc làm kinh doanh, buôn bán của quý vị.